Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Ở các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tín hiệu cắt hung trong trường hợp lục thân chỉ thế. Đây là bài học chi tiết hóa, cái bài học mối quan hệ giữa dụng thần và hào thế. Tiếp theo, chúng ta đi tìm hiểu cắt hung khi lục thân phát động. Bài học này hướng cho chúng ta cái đường lối tư duy khi trong quẻ có hào động. Chúng ta đi vào bài học cắt hung lục thân phát động. Về nguyên tắc suy luận thì chúng ta xem hào phát động hay lục thân phát động, nó là dụng thần hay tiết thần hay cừu thần hay kỵ thần hay là nguyên thần để làm sở cứ phán đoán tín hiệu cát hung. Và chúng ta lưu ý rằng hào phát động nó có thể sinh, có thể khắc các hào trong quẻ chính. Ngũ hành được sinh thì chủ cát biểu thị sự vật được hỗ trợ nuôi dưỡng tăng trưởng và phát triển. Ngũ hành bị khắc thì chủ hung biểu thị sự vật bị sát phạt, khắc chế, sẽ đi đến chỗ tàn tạ, thoái hóa, suy vong và hủy diệt. Tôi xin lấy ví dụ, trong quẻ có hào tử tôn phát động, thì tử tôn phát động nó sẽ sinh trợ cho hào thê tài. Do đó chúng ta mà xem về tiền bạc, về tài vận thì rất là cái lợi. Nhưng tử tôn phát động nó cũng khắc chế hào quan quỷ. Do đó nếu chúng ta xem về công danh, về sự nghiệp thì đương nhiên là bất lợi. Hai nhỏ, minh họa các trường hợp cụ thể. Thì những trường hợp này, chủ yếu tôi nêu ra để hướng dẫn cho các bạn cái đường lối tư duy. Bởi vì trong thực tế thì có muôn vàn cái sự vật, sự việc, hiện tượng mà chúng ta có thể xem bằng quẻ dịch. Trường hợp thứ nhất, phụ mẫu phát động. Phụ mẫu phát động thì nó sẽ khắc hào tử tôn mà sinh hào huynh đệ. Từ nguyên lý này, nếu như chúng ta mà xem về con cái thì đương nhiên là sẽ bất lợi. Bởi vì tử tôn là dụng thần của con cái, nó bị khắc thì đương nhiên là sẽ bất lợi về khi chúng ta xem xét về con cái. Và nó cũng bất lợi cho công việc làm ăn, kiếm tiền vất vả cực nhọc. Tại sao vậy? Bởi vì tử tôn nó bị khắc chế, tức là nó bị gì? Bị hao tổn. Bị hao tổn thì nó rất khó có khả năng sinh được hào gì? Hào thê tài. Bởi vì xem về việc làm ăn kiếm tiền thì chúng ta phải dùng hào thê tài làm dụng thần. Mà tử tôn bị phụ mẫu khắc chế thì đương nhiên nó khó có khả năng sinh ra được gì? Tiền bạc. Bởi vì tử tôn lúc này nó là có thể là khách hàng, nó có thể là gì? Là con đường kiếm tiền, là phương thức kiếm tiền. Những cái nó làm gì? Nó đẻ ra tiền bạc. Mà những cái đẻ ra tiền bạc bị khắc chế, bị tổn hại thì đương nhiên là kiếm tiền sẽ rất vất vả và cực nhọc. Nếu chúng ta đoán về sức khỏe của anh em bạn bè thì có lợi. Bởi vì sao? Bởi vì anh em bạn bè thì huynh đệ nó là dụng thần của anh em bạn bè. Mà huynh đệ được hào phụ mẫu phát động nó đến sinh thì đương nhiên có lợi cho hào huynh đệ. Do đó đoán về sức khỏe của anh em bạn bè thì đương nhiên là có lợi. Trường hợp thứ hai, huynh đệ phát động. Huynh đệ phát động thì đương nhiên nó khắc chế hào thê tài và sinh hào tử tôn. Do đó nếu chúng ta mà đoán về cầu tài, cầu hôn của người nam, về thi cử thì đương nhiên là bất lợi. Tại sao vậy? Bởi vì hào thê tài bị thê tổn thì đương nhiên đoán cầu tài sẽ bất lợi. Mà thê tài cũng là dụng thần. Khi mà người nam xem về hôn nhân, phải chọn hào thê tài. Thê tài mà bị hao tổn thì đương nhiên cũng bất lợi. Mà thi cử bất lợi là tại vì sao? Bởi vì thi cử chúng ta cần phải chọn hào quan quỷ làm dụng thần. Quan quỷ nó thể hiện gì? Là thành tích, là điểm số. Vậy thì tê tài nó lại là nguyên thần của hào quan quỷ. Mà nó bị hao tổn thì đương nhiên sẽ bất lợi cho cái việc gì? Thành tích trong thi cử. Và nếu chúng ta đoán về sức khỏe của con cháu thì đương nhiên là có lợi. Bởi vì sao? Bởi vì huynh đệ phát động nên sẽ sinh cho hào tử tôn. Mà dụng thần của gì? Của con cái, của con cháu là tử tôn. Thì đương nhiên nếu chúng ta xem về sức khỏe của con cháu thì sẽ có lợi. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp hào tử tôn phát động. Hào tử tôn phát động thì nó sẽ khắc chế hào quan quỷ và sinh trợ hào thế tài. Do đó sẽ bất lợi về công danh, thi cử. Nếu như chúng ta xem về việc gì? Về cầu danh,
về công danh, về thi cử. Bởi vì quan quỷ bị tử tôn nó khắc chế thì quan quỷ làm sao bị tổn hại. Mà nữ thì không lợi về đường chồng, bởi vì dụng thần của người nữ khi xem về hôn nhân là chọn hào quan quỷ làm dụng thần. Quan quỷ bị hao tổn cũng là bất lợi về hôn nhân khi người nữ xem về hôn nhân, hoặc gây bất lợi cho chồng. Nhưng tử tôn phát động cũng lợi về cầu tài. Đương nhiên rồi, tử tôn phát động nó sẽ sinh trợ cho hào thê tài, do đó lợi về cầu tài. Và cũng lợi cho việc gì? Người nam đoán hôn nhân. Bởi vì người nam đoán hôn nhân thì cần phải chọn hào thê tài làm dụng thần. Mà tử tôn phát động nó sinh trợ thê tài, đương nhiên là có lợi về hôn nhân đối với người nam. Xuất hành buôn bán thì bình yên. Riêng xem về xuất hành buôn bán thì cái xuất hành nó có một cái điều rất là đặc biệt trong cái trường hợp khi chúng ta xem về xuất hành. Xem về xuất hành chủ yếu là chúng ta lo lắng cái nguy cơ, cái hiểm họa trên đường đi. Do đó, riêng xem về xuất hành chỉ cần gì có hào tử tôn phát động, thông thường chúng ta có thể đoán là yên tâm, là không lo lắng, là không vấn đề gì khi mà xuất hành đi đường. Bởi vì cái tai họa của việc xuất hành nó liên quan đến hào quan quỷ, mà tử tôn phát động nó khắc chế hào quan quỷ. Do đó, cái quẻ xem về xuất hành mà có tử tôn phát động nó mang cái hàm ý là yên tâm, là vui vẻ, không vấn đề gì. Trường hợp thứ tư là hào thê tài phát động. Hào thê tài phát động nó sẽ khắc chế hào phụ mẫu và sinh cho hào gì? Hào quan quỷ. Do đó, khi chúng ta xem về thư tín, về văn thư, khế ước, hợp đồng, sức khỏe của cha mẹ thì đương nhiên là sẽ bất lợi. Bởi vì thê tài phát động nó sẽ khắc hào gì? Hào phụ mẫu. Mà phụ mẫu lại là dụng thần của gì? Văn thư, khế ước, hợp đồng của cha mẹ. Nhưng thê tài phát động nó cũng lợi cho hôn nhân của người nữ, lợi cho sức khỏe của người chồng. Bởi vì sao? Bởi vì xem về hôn nhân, xem về sức khỏe của chồng, đương nhiên chọn hào quan quỷ làm dụng thần. Mà thê tài phát động thì nó sinh trợ cho hào quan quỷ, nó làm lợi cho hào quan quỷ. Do đó, xem về hôn nhân, xem về sức khỏe của chồng là có lợi. Trường hợp thứ năm, hào quan quỷ phát động. Hào quan quỷ phát động thì anh em sẽ bất hòa. Bởi vì sao? Bởi vì dụng thần của anh em là hào huynh đệ, mà quan quỷ phát động thì nó khắc chế huynh đệ, thì đương nhiên là bất lợi cho gì? Cho việc xem về anh em. Đi ra ngoài cũng dễ gặp tai họa. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc xuất hành thì quan quỷ nó tượng trưng cho gì? Cho cái tai họa mà nó phát động, thì đương nhiên là cái việc xuất hành sẽ rất có khả năng xảy ra tai họa. Mà làm ăn bị lỗ vốn. À, cái vấn đề làm ăn bị lỗ vốn, tại sao lại làm ăn bị lỗ vốn? Bởi vì quan quỷ phát động thì nó làm gì? Hào thê tài bị tiết khí, là nó làm giảm đi cái tài vận của mình, giảm đi cái gì? Cái lợi nhuận. Do đó có thể nói là làm ăn bị lỗ vốn. Mà quan quỷ phát động nếu như nó mà lâm huyền vũ nữa thì lại là gì? Là trộm tiền bạc. Mà vật mất cũng khó tìm lại được, bởi vì quan quỷ phát động nó làm hào tài tiết khí. Mà xem về gì? Vì vật mất thì có quan quỷ phát động thông thường là có kẻ trộm, bởi vì quan quỷ là dụng thần của kẻ trộm. Quan quỷ phát động nó cũng lợi cho cái việc văn thư, cấp sổ nhà đất, bất động sản, về công danh thi cử. Quan quỷ phát động thì nó sinh trợ cho hào phụ mẫu, mà phụ mẫu gì? Nó là dụng thần của văn thư, của sổ sách, của nhà đất, của bất động sản. Mà nó cũng làm lợi cho công danh thi cử, bởi vì hào phụ mẫu nó đại diện gì? Cho bài thi, cho gì? Giấy báo thi cử, giấy báo kết quả. Nó làm lợi cho giấy báo kết quả thì thông thường là cát lợi trong trường hợp xem về công danh thi cử. Tóm lại, lục thân phát động nó là cái dấu hiệu biểu thị cát hung của sự vật, sự việc. Một lục thân phát động nó sẽ có lợi với hào, nó cũng làm bất lợi với hào nào đó trên quẻ chính. Trừ một số trường hợp chúng ta sẽ nghiên cứu ở những bài sau. Nắm được sinh khắc cát hung của lục thân phát động, nó là kiến thức rất cơ bản trong dự đoán lục hào mà người học lục hào cần phải biết. Những minh họa ở trên nó chỉ mang tính gợi ý, hướng dẫn cho các bạn cái phương thức tư duy
suy luận khi chúng ta thực hành luận quẻ trong thực tế muôn màu muôn hình muôn vẻ. Bài học về cát hung lục thân phát động đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.